Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là Trọng có một cái video rất là đặc biệt muốn chia sẻ với tất cả khán giả. Thì bây giờ là Trọng đang ở trên đường chạy xe vào trong làng của người đồng bào để thăm lại gia đình hoàn cảnh của bé Nhã Trinh. Cái bé gái mà Trọng đã chia sẻ lên một số cái video về hoàn cảnh gia đình. Đầu tiên thì mẹ của bé bị bệnh rất là nặng luôn. Thì nhưng mà video gần đây nhất Trọng cập nhật lên cho tất cả khán giả xem thì khán giả biết rồi, mẹ của bé là đã qua đời vì bệnh quá nặng. Thì ngày hôm nay Trọng quay lại thăm bé một lần nữa thì có một cái lý do rất là đặc biệt, là tại vì Mạnh Thường Quân gửi cho Trọng một cái số tiền cũng rất là lớn á, nói với Trọng là giúp cho gia đình. Tại vì bây giờ là mẹ của bé mất rồi thì chỉ còn bà với cả bố của bé thôi, thì tương lai sau này của mấy bé thì nghĩ chắc sẽ rất là khó khăn, nên là Mạnh Thường Quân ở bên Trọng sẽ giúp cho gia đình một lần nữa. Thì hôm trước thì Trọng quay lại thì đầu video thì Trọng cũng có giới thiệu là Trọng sẽ trao một cái số tiền rồi, nhưng mà khi vào thăm trong gia đình rồi biết được cái tin là mẹ của mấy bé mất á, với lại nói chuyện cùng bà của bé, thấy cái mấy cái cảnh mà ba bé đi rừng lấy măng rồi bà của bé bị bệnh, thành ra là Trọng cũng đi ra ngoài Hà Nội lấy thuốc cho bà của bé, nên là Trọng lu bu quá thì Trọng cũng không có kịp thời gian để Trọng trao tiền. Nên là ngày hôm nay thì Trọng sắp xếp thì Trọng dành nguyên một ngày Trọng lên Trọng thăm lại cuộc sống của mấy bé và Trọng trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Trọng quay lại Trọng thăm mấy bé rồi trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho gia đình. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này. Hôm nay ở trên đường đi làm vô tình Trọng bắt gặp cái cảnh này, để Trọng quay lại một đoạn video ngắn cho tất cả khán giả xem. Cả nhà xem kìa, ở phía đằng xa kia có mấy đứa trẻ đang đi rừng cùng ba mẹ. Nãy là Trọng thấy cảnh cái đứa trẻ kia kìa, là nó đi từ trên đó, nó vác cây từ trên đó xuống. Kìa, mẹ của bé ném cây xuống kìa. Trời ơi, cả nhà xem này. Thấy thương ghê không? Trời ơi. Bé ơi. Bé, con ra đây chú biểu. Con ra đây chú hỏi thăm tí coi. Kiệt đưa anh chai nước Kiệt. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 11 tuổi. Con 11 tuổi à? Dạ. Này, chú cho con chai nước này. Con đi con đi rừng với ai vậy? Với mẹ con hả? Ồ, đưa anh chai nước nước Kiệt. Bé gái ra đây chú cho nước này. Bé gái uống nước không? Nay chú cho bé kia một chai rồi. Còn bé gái này, con tên gì? Con tên Thúy Hằng. Thúy Hằng hả? Bé kia lấy nước không? Ra đây chú cho. Đây chú cho con này. Trời ơi, cả nhà xem cái cảnh này, cả nhà thấy thương không? Mẹ của các bé thì đang ở trên đỉnh kìa cả nhà. Tại vì cái cảnh này Trọng bắt gặp là rất là bất ngờ luôn. Trọng bắt gặp bất chợt luôn, nên là Trọng đang quay bằng điện thoại nha cả nhà. Nên là cả nhà xem thì cả nhà thấy chất lượng nó rất là kém nhá. Tại vì Trọng đang quay bằng điện thoại. Này cả nhà xem là Kiệt cầm cho anh coi, để anh chạy. Tại vì đằng sau có xe. Để Trọng cho cái xe của Trọng sát vô đường mới được nhường cho xe họ đi. Để mình chạy sát qua bên phải. Cái video này là Trọng, cái cảnh này là Trọng bắt gặp bất ngờ luôn cả nhà. Nên là Trọng đang quay bằng điện thoại luôn. Thành ra là chất lượng video nó rất là kém. Trời ơi, nhìn này thương ghê không? Đi anh Kiệt. Vẫn đang quay đúng không? Ừ. Cả nhà xem này. Trời ơi. Mẹ của các bé đang ở trên kia kìa, ném những cái bó cây xuống. Xong rồi bé này, bé trai áo xanh này, bé lên bé vác cây xuống.
Kiệt thấy cảnh này, Kiệt thấy thế nào em? Thấy nó rất là đặc biệt lắm. Nếu mình không vô tình thấy thì mình cũng không ai nào suy nghĩ ra là những bà con có hoàn cảnh khó khăn mà phải đi làm những công việc như này ha. Thấy thương các bé này nhỉ? Cả nhà không hiểu cảnh đâu. Nãy là Trọng đi tới đây phát là thấy cái bé trai áo xanh Trọng đang chỉ này, là bé vác cái bó cây này từ trên đó bé vác xuống. Kiểu mà đi mà thấy cái cảnh này rất là đặc biệt luôn. Nên là Trọng mới dừng lại, rồi Trọng mới cho cái bé kia một chai nước, rồi Trọng mới hỏi: bé ơi, áo xanh ơi, áo xanh, con đây, chú hỏi thăm con một tí. Con tên gì vậy? Con tên là Hai Dung à? Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Năm nay 11 tuổi à? Dạ. Hôm nay con đi rừng với ai vậy? Với mẹ. Với mẹ hả? Dạ. Thế ba con đâu? Ba con thì lên Đà Lạt rồi. Ba lên Đà Lạt? Dạ. Cái người ở trên đỉnh kia là mẹ của con đúng không? Dạ. À, trời ơi, con còn đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi? Học lớp 6 à? Dạ. Ờ, con với mẹ chặt cây này về làm gì vậy? Bán à? Một bó như vậy bao nhiêu tiền vậy con? Bó 26k. 26k. Ồ. Trời ơi, rồi chú cảm ơn con nhá. Dạ. Ừ, con làm việc đi. Chú xem con làm một tí. Cả nhà xem kìa. Nhà mình ở đâu vậy chị ơi? Nhà chị ở đâu vậy? Nhà ở Ba Cát. Ba Cát à? Hôm nay có hai mẹ con đi rừng thôi à? Có 4 người, 5 người. Thế còn mấy đứa trẻ này con của ai đây? Con của chị. Con của chị mấy đứa? Hai đứa nhỏ và đứa lớn. À, thế còn hai đứa này ba mẹ nó đâu chị? Trời ơi. Cả nhà xem này. Trời ơi, nhìn này. Nhìn cảnh này rất là thương luôn. Cả nhà xem kìa. Ở phía bên trên đỉnh kia là còn một chị nữa. Chị chuẩn bị vứt bó xuống kìa. Đó. Nhìn thương thật này cả nhà. Hiện tại bây giờ Trọng xin nhấn mạnh lại một lần nữa là cái đoạn video này là khán giả đang xem ở trên điện thoại của Trọng nhé. Áo xanh ơi, ra đây chú biểu. Con kêu mấy đứa nhỏ lại đây chú cho tiền bọn con mua bánh nè. Xuống đây cu. Kêu em của con xuống đây. Kêu của con, em của con xuống đây. Nào, hai con qua đây luôn, chú cho tiền mua bánh nè. Ờ, con đợi cho xe người ta đi qua đi rồi con qua đây. Trời ơi, nhìn mấy đứa trẻ này thấy thương ghê cả nhà ơi. Nào, bọn con ra đây. Tổng cộng bọn con có mấy người? Dạ, 4 người đúng không? Dạ. Nào, bây giờ chú cho con 50 nè. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, ok. Bây giờ chú cho con 50 nè. Con cảm ơn chú. Ừ, chú cho con nè. Con cảm ơn chú. Rồi, con, chú chưa nói chuyện với con tên gì? Con tên Nghĩa An. Con bao nhiêu tuổi rồi? Thôi đây, chú cho con nhá. Con cảm ơn. Ừ. Hai chị có uống nước không? Em cho nước nè. Có nước chưa? Có đem nước theo chưa? Vâng. Tại em đi vô tình em gặp cảnh mấy đứa trẻ nó vác mấy cái bó cây này, em thấy thương quá nên em dừng lại. Nào, chú chào mấy đứa nhá. Bye bye chú nào. Bye chú đi. Nào. Nào, tụi con nhìn chú bye chú nào. Chú chào mấy con nhá. Bye bye. Nè, cả nhà xem nè. Mấy đứa trẻ ở trên vùng núi Lâm Đồng của Trọng dễ thương không? Đi rừng đi rẫy cùng mẹ. Thì đây là một đoạn video ngắn trên cái hành trình mà Trọng đi vào, Trọng thăm cái hoàn cảnh của bé Trinh. Thì Trọng quay cho cả nhà xem. Hy vọng rằng là sau này là Trọng sẽ có một dịp nào đó để quay về cuộc sống
của gia đình mấy đứa trẻ này. Thì nếu mà có duyên thì Trọng sẽ còn gặp lại mấy đứa trẻ. Thì mà nếu mà còn duyên gặp lại mấy đứa trẻ này thì Trọng sẽ hỏi thăm về tình hình gia đình của mấy đứa trẻ. Còn bây giờ thì Trọng phải tiếp tục công việc của Trọng nhé cả nhà nhé. Thì chào tạm biệt các bé tại đây. Nào, bye bye tụi con nào. Bye bye. Chào tất cả mọi người. Thì nãy giờ suốt mấy tiếng đồng hồ di chuyển thì Trọng cũng đã tới nhà của mấy bé rồi. Thì nhà của mấy bé ở trên kia cả nhà. Thì giờ Trọng lên Trọng thăm luôn. Thì nãy đi đường đèo thì vô tình gặp mấy đứa trẻ đang đi rừng. Thì tại vì đường rất là khó đi luôn. Nãy đi bao vô cái cây cột, thành ra là chầy hết xe này, này cả nhà. Việt quay cho cả nhà xem này. Vết xước rất là to luôn, rất là xót xe luôn cả nhà. Xe của Trọng từ ngày mua tới giờ thì bị cái vết này là lần đầu tiên luôn. Tại vì Trọng đi xe rất là giữ gìn, nhưng mà tại vì cái đoạn đường đi ngày hôm nay nó rất là khó, nên là đi đèo cong cong cong, hai xe tránh nhau, cái khoảng đường đi rất là nhỏ, thành ra là có xảy ra va quẹt. Trọng rất là xót luôn. Thôi bây giờ là Trọng đến với nội dung chính ngày hôm nay. Trọng đi lên trên đó, Trọng gặp lại mấy bà cháu nhá cả nhà nhá. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này. Đây, con đường đi lên trên nhà của mấy bà cháu đây. Này, cả nhà xem này. Trời ơi, rừng này, bao la luôn này. Cái gia đình này là họ ở trên trên một cái quả đồi, xung quanh bao phủ toàn là rừng thôi. Nhìn. Thì ngày hôm nay thì cháu Trọng quay lại đây là thứ nhất là để thăm các bé với cả thăm cô. Thì thứ hai là cháu muốn động viên tinh thần của mình nhá. Mình cố gắng, mình đừng có nghĩ đến cái chuyện buồn này nữa, thì mình không có đau khổ. Còn cái việc quan trọng nhất ngày hôm nay cháu quay lại đây á, là cháu cũng trao cho gia đình mình một số tiền để cho các bé có thể sinh hoạt hàng ngày, cô lo cho các bé nhá. Thì những số tiền đợt trước Mạnh Thường Quân giúp là 40 mấy triệu để chữa bệnh cho mẹ của bé. Thì nhưng mà rất là tiếc thì mẹ của bé không có qua được cái cơn nguy kịch, thành ra là mẹ của bé mất. Thì cái số tiền đó là sử dụng để mai táng cho mẹ của bé. Với lại bà của bé là cũng dắt các bé đi mua đầy đủ quần áo, sách vở, dép, rồi mũ, rồi cặp sách, xe đạp rồi. Thì nhưng mà cuộc sống này còn rất là dài, nên trước mắt thì Trọng cũng thấy gia đình cũng rất là khó khăn. Cả nhà xem video ngày hôm nay thì cả nhà cũng thấy rồi. Nên là Mạnh Thường Quân bên Trọng là tiếp tục giúp đỡ cho gia đình thêm một lần nữa. Thì cái lần này cũng là cái lần cuối mà Mạnh Thường Quân bên Trọng giúp đỡ cho gia đình. Thì bây giờ là Trọng sẽ xin phép đọc danh sách Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bốn bà cháu ở đây nhá. Cháu đọc cho cô danh sách các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cô và các con của cô nhá. Đây, Trọng xin phép Trọng đọc lên cho cả nhà cùng xem nhá. Bà Huệ và cô Liên ở Mỹ gửi 400 đô la Mỹ. Anh Nguyễn Toàn ở Thụy Sĩ gửi 5 triệu. Chú An ở Sydney 3.188.000. Cháu Pupi 2 triệu. Cháu Thiện Hữu 1.012.000. Cô Quý ở Hà Nội 1 triệu. Chị Linh ở Hà Tĩnh 500.000. Chị Nguyễn Thị Mộng Vân 400.000. Bà Hoan ở Phú Thọ 200.000. Tổng toàn bộ số tiền ngày hôm nay Trọng quay lại đây Trọng trao cho gia đình là 22.500.000. Thì danh sách và tổng số tiền Trọng cũng mới đọc lên cho khán giả xem rồi. Thì bây giờ là em Kiệt đưa cho anh số tiền là 22.500.000 để anh trao cho mấy bà cháu luôn. Thì bây giờ ngoài trời cũng đang mưa rất là to luôn rồi cả nhà. Bây giờ là mấy bà cháu sẽ đi mua trong nhà, thì trời mưa rất là to. Bà cháu mình mua trong nhà nhá, thì cháu trao tiền cho mình. Bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền 22.500.000. Thì bây giờ là Trọng trao cái số tiền này là cho bà của các bé, để bà các bé lo cho các bé nha cả nhà. Thì cô Hà, bây giờ cháu trao cho cô cái số tiền là 22.500.000. Số tiền của Mạnh Thường Quân nha cô nhá. Cô cảm ơn tất cả, cô cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con gái cô. Cô cảm ơn tất cả rất nhiều. Cả đời này cô không quên, quên ơn những người đấy đã giúp đỡ. Cô cứ
Cô cứ giữ cảm xúc đi cô Hà. Rồi cô Hà, cô gửi lời cảm ơn đến tất cả Mạnh Thường Quân và những người cháu. Cháu dặn dò cô Hà nhá, cô giữ cảm xúc nhá. Thì cái số tiền này thì bây giờ là mẹ của bé cũng mất rồi, nên là số tiền này thì cô với cả bố của bé thì cô cả bố của bé là giữ số tiền này để lo cho các bé. Thì như kiểu mỗi năm thì đóng học cho các bé hàng năm, rồi mua cặp sách, rồi mua gạo, rồi mua thịt cá cho các bé ăn nhá. Vâng. Thì bên cháu cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ cho con của cô, nhưng mà con của cô thì không qua khỏi thì cũng chia buồn cùng gia đình mình. Bây giờ thì số tiền này thì sẽ giúp cho các bé. Cảm ơn con, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cô số tiền này. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn những người bạn gần xa, cảm ơn con nhiều. Dạ, vâng. Nha, cô nhớ giữ cái số tiền này cho nó ấy nhá, cẩn thận nhá, để giúp cho các bé. Trời ơi, nhìn các bé này còn rất là ngây thơ luôn. Hai bé nhỏ này chắc là chưa có hiểu về cái sự mất mát của mẹ đâu nhỉ. Có bé lớn thì bé hiểu thôi. Thôi bây giờ là cháu xin phép cô Hà nhá. Chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Thì cháu dặn dò cô rất là kỹ rồi đó. Thì số tiền này là cô với cả ba của bé cất đi, cất thật kỹ đi, rồi tới lúc nào cần thì mình bỏ ra mình mua gạo nước cho các bé, rồi học hành, rồi cặp sách, rồi bánh kẹo, rồi thuốc men cho các bé để phòng nhiều lúc ốm đau bệnh tật nhá. Thì cái số tiền này là cũng là cái số tiền cuối, lần này là Trọng thăm cô là cũng là lần cuối, tại vì Trọng còn đi thăm những hoàn cảnh khác nữa nhá. Cảm ơn con nhiều lắm. Vâng. Cô không biết nói gì hơn. Vâng, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con yêu chứ. Dạ. Thôi, không khóc nữa. Không khóc nữa nào. Bình tĩnh nào. Không khóc nữa nha. Nào, cô cố gắng, cô kìm nén cảm xúc cho cháu để cho nói chuyện nha. Cô Hà là một người rất là giàu tình cảm. Những người nào mà giàu tình cảm thì người ta mới khóc. Thì bây giờ là Trọng cũng sẽ xin phép cả nhà, Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì vì Trọng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng mà cô khóc như vậy thì cũng không có nói chuyện được. Thành ra là bây giờ Trọng sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì hoàn cảnh về gia đình ba đứa trẻ thì ngày hôm nay là Trọng đã quay video, Trọng cập nhật cho tất cả khán giả xem rồi. Thì Trọng cũng rất là buồn khi phải chia sẻ cho khán giả xem cái video này. Thì khán giả xem video này cũng nhớ bấm đăng ký kênh, cũng như là like và chia sẻ video này cho mình nhá. Thì sau này thì Trọng có quay lại đây thì Trọng cũng sẽ thỉnh thoảng Trọng sẽ quay lại đây, Trọng xem tình hình của các bé như thế nào thì Trọng sẽ cập nhật ở những video sau cho tất cả khán giả cùng xem. Thì một lần nữa Trọng xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.